Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trải qua những giây phút học tập bóng đá và trận đấu căng thẳng đáng nhớ ở tuần trước, giờ đây là những hoạt động vui chơi nghỉ ngơi cho những chinh phục sắp tới. Và hôm nay có một yêu cầu bí mật đã được gửi đến đội bóng cầu thủ nhí, và chúng ta hãy xem đó là gì nhé. Hôm nay toàn đội tụi con có một nhiệm vụ là đến rạp phim gặp một người mà người đó có sử dụng một vật dụng màu đỏ. Đó là một phần thưởng bí mật cho đội tụi con. Chú ơi! Thì ra đây là một nhiệm vụ rất quan trọng của các bạn nhỏ. Đó là đến tập phim và nhận món quà của chương trình. Nhưng vấn đề ở chỗ là từ người có mang vật dụng màu đỏ. Ai trong số họ nhỉ? Và món quà đó là gì? Hồi hộp quá đi các bạn ơi. Gì? Chúc mừng bạn. Bạn gần tìm được. Rồi, hãy đi thẳng sẽ trái. Nó có mấy cái đồ rồi. Hãy vào quầy mua vé. Hãy cái mật thư tiếp theo. Hỏi cô ấy. Cô ơi, biết có mật thư của chương trình cầu thủ nhí không mà con có nhiệm vụ ở đi tìm. Khi con nghe tin được đi Phú Quốc thì con thấy rất vui à. Và con rất là hồi hộp à. Tại hồi đó giờ con với ngoại con cũng chưa được đi Phú Quốc, nên con cũng rất là vui khi nghe tin chương trình được đi Phú Quốc bằng máy bay. Đây cũng là lần đầu tiên con được đi máy bay. Con trên máy bay con cũng thấy rất là sợ. Đá đội Phú Quốc thì con cảm thấy rất là hào hứng và sẽ cố gắng hết mình để có thể chiến thắng đội Phú Quốc ạ. Ngày hôm nay cô cho bước một phần quà tặng cho tụi con. Chúng ta chuẩn bị đi Phú Quốc rồi thì top 13. Hôm nay chương trình có một phần quà đặc biệt, đó là tặng cho mỗi bạn đi Phú Quốc một cái vali của chương trình. Vậy là món quà của chương trình dành cho các bạn top 13 cầu thủ nhí là chuyến tập luyện du đấu tại Phú Quốc, một thiên đường du lịch bậc nhất. Chúc mừng các bạn nhỏ. Và chúng ta hãy xem hai bảo mẫu đã chuẩn bị những gì cho các bạn nhỏ nhé. Cái ngăn bên đây là mình sẽ để những đôi giày xanh. Mở bên đây, còn ngăn bên đây là để đồ. Còn cái ngăn đây là mình để đồ chút. Cái đồ chút là đồ gì không? Đồ xíu. Ừ, đúng rồi. Đồ xíu. Tụi con phải phân biệt được là bộ nào chung với bộ nào là mình xếp chung vô luôn nha. Đúng không? Các cái quần vô đây. Xong các con cuộn tròn lại như vậy nè. Đó. Đúng rồi. Đây, cuộn tròn lại như vậy. Rồi, xem bỏ vô thử cái nữa còn. Là mình sẽ tiết kiệm được diện tích. Thứ hai là cái đồ mình nó không bị nhăn. Nha. Đúng không? Thấy cô Trâm, nè con làm chưa được gọn lắm, làm lại. Nè, thấy cô Trâm xếp không? Đó. Bộ nào thay bộ đó, mai mốt mình chỉ việc là mình móc cái bộ này lên là mình đi vô nhà tắm thôi. Kem đánh răng, khăn lau mặt, rồi bàn chải đánh răng, rồi sữa tắm, rồi quần áo mặc buổi tối, rồi quần áo mặc để tập luyện ban ngày. Nhớ đúng không? Mình để không có bị sợ bị lạc chiếc này với chiếc kia. Con làm sao mà con Tư không biết rồi. Rồi, nè con cuộn cái chén này xong. Con bỏ vô cái đôi chén này luôn. Đúng không? Rồi mai mốt mình lấy ra là một cặp nữa trong đây. Bỏ vô cái nhỏ này. Giấu vô đi mấy cái này tí nhỉ. Rất nhiều. Rất nhiều.
Quốc, còn được mệnh danh là đảo Ngọc, hòn đảo lớn nhất của Việt Nam với những bãi biển dài và hoang sơ, thuộc top 20 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Và đây sẽ là điểm đến của top 13 cầu thủ nhí 2020. Các bạn nhỏ sẽ được tham quan, vui chơi và tập luyện với nhiều bài tập địa hình và thi đấu cùng đội bóng mạnh nhất ở đây. Các con vào đây đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lần đầu tiên là chào mừng các con tới với ngôi nhà chung của chúng ta tại Phú Quốc. Mong rằng mọi người có thời gian vui chơi và nghỉ ngơi và khám phá quyền đảo Phú Quốc. Xin mời, được không? Chào mừng mọi người đã tới Phú Quốc nha. Vậy là top 13 cầu thủ nhí 2020 đã đặt chân đến Phú Quốc. Các bạn sẽ có không gian sinh hoạt thật thoải mái và tiện nghi, cùng chung sống, vui chơi, hoạt động cùng nhau và ghi dấu thật nhiều kỷ niệm đẹp nhé. Chúc các bạn nhỏ sẽ có những chuyến vui chơi nghỉ dưỡng thật nhiều ý nghĩa. Và điều đầu tiên mà các bạn nhỏ khi đến Phú Quốc đã thực hiện đó là gọi điện ngay đến người đồng đội cũ Tạ Chánh Huy để báo tin là mọi người đã đến nơi rồi. Về tới nhà chưa? Ơi, bận đồ gì đẹp thế? Trời ơi, đẹp trai nha. Quá đẹp trai luôn. Nhớ ngậm nhìn lại nha. Ngủ ơi nhô đang ra. Tên cầu thủ mà ông đang bận là tên gì đây? Ok, Nguyễn Tiến Linh. Mình đang ở đảo Ngọc Phú Quốc. Có biển đẹp trong xanh. Resort mắt rưỡi. Ok. Thôi bây giờ mình đi tập đây. Đi bể bơi thôi. Đi bể bơi thôi. Thôi bye cậu nha, bye. Bye. Bình minh lên, bắt đầu một ngày tập luyện tại đảo Phú Quốc. Không biết hôm nay thầy cho cầu thủ nhí sẽ có những hoạt động nào đây? Con thấy Phú Quốc là biển rất đẹp và trong và không có nhiều ghét. Các cô, các chú, thầy Sơn đã chọn cho con một phòng ở đằng sau và ngay bãi biển. Con thấy biển Phú Quốc rất đẹp và con mong muốn được dẫn ba mẹ tới đây chơi một lần. Mệt quá. Vâng, kính thưa quý vị, Tuấn Tú mệt đứt cả hơi khi mà phải đuổi theo các cầu thủ nhí. Phải nói ngày hôm nay thời tiết ở Phú Quốc đang rất là đẹp. Trời xanh, cát trắng và biển thì vô cùng mát. Và thời tiết này sẽ rất là thích hợp cho các hoạt động ngoại khóa, vui chơi, giải trí. Nhưng thầy trò huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hồng Sơn vẫn đang miệt mài để tập luyện, rèn luyện để nâng cao được thể lực của mình, để chinh phục được những thử thách tại đảo Ngọc Phú Quốc. Bây giờ thì Tuấn Tú sẽ phải đuổi theo các cầu thủ đây. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là thử thách ngày hôm nay sẽ là gì nhé. Chúng ta sẽ có những phần khởi động chạy. Thứ hai, trong quãng nghỉ đó chúng ta có thể chơi bóng, tâng bóng hoặc là những cái đường dắt bóng ở trên cát này, đúng không? Để làm quen nó gập ghềnh, nó khó nào. Thì cái việc sử dụng quả bóng trên cát này các bạn sẽ kiểm soát bóng nó tốt hơn. Trong đây có 13 bạn thì chú cần 12 bạn thôi. Bạn nào mà lẻ loi thì sẽ bị loại, không được chơi và đứng lập trọng tài cùng với chú. Các bạn nhanh tay quá, chỉ còn 3 bạn Gia Bình, Duy Nguyễn và Hoàng Quân. Và bây giờ ai sẽ được chơi và ai sẽ phải làm trọng tài cùng với chú Thành Thức đây?
Và kết quả không ngoài dự đoán, Hoàng Quân không được chơi và phải làm trọng tài cùng Bảo Mẫu. Hai đội sẽ lần lượt cử từng thành viên cởi lên con nai này, chạy về đích chỗ thầy Hồng Sơn, lấy những lá cờ. Đội nào mà lấy nhanh nhất sẽ chiến thắng, phần thưởng đó sẽ được nằm ở trong lá cờ. Các bạn cầu thủ nhí chia làm hai đội, cưới chú nai vượt quãng đường cập kênh do ta tạo ra để lấy lá cờ từ chương trình và một phần thưởng rất đặc biệt dành cho đội chiến thắng. Có vẻ thử thách này đã làm khó các bạn nhỏ, đặc biệt là Duy Nguyễn. Duy Nguyễn đã luôn lách nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi ánh nhìn công bằng nhất của huấn luyện viên Hồng Sơn. Mình phải cố gắng, bạn mệt rồi kìa. Đúng chưa? Nhớ nhìn kìa, bạn ấy mệt rồi kìa. Cố lên nào. Ý chí đâu kìa? Ý chí kìa, thế nó mới nhanh. Nhanh lên, cố lên, thở đi. Xin chút chứ mong rồi. Cắm cờ lại, cắm cờ cái đội mình. Có trọng tài rồi, ông Nguyễn ơi, không ăn sang đâu. Đúng rồi. Con rất xui, chơi trò cưỡi nai. Con đã bị thầy Hồng Sơn bắt chạy lại vì con chơi quá ăn gian. Nhưng mà con ăn gian cũng có lý do, là bởi vì bạn sang mảnh đó lùn hơn con. Và con quá cao nên cởi con nai rất khó. Nguyễn Cang đang cố gắng lội ngược dòng vì sự mất thời gian của Duy Nguyễn. Cố lên nào! Xem ra bài tập chạy bộ trên bãi biển buổi sáng giúp ích khá nhiều cho các bạn nhỏ, đặc biệt là khi còn được cưỡi cả chú nai nhỏ xíu này. Đi vào line. Duy Nguyễn bất chấp lao ra để chặn đối phương nhằm lấy cống chuộc tội, nhưng vẫn không làm khó được Gia Bình và An Sang. Có cố gắng nhưng người đầu tiên đã làm hỏng mất một đoạn đường. Bây giờ phần thưởng chúng ta là gì thì mời chúng ta phải đọc lên từ người thứ tự nha. Rồi bây giờ xin mời nhân vật đặc biệt xuất hiện chương trình. Chào các con. Ủa? Ai vậy? Dạ chào anh Hồng Sơn. Ủa? Chào Văn Thức. Chào người bí ẩn. Dạ em thấy mọi người ở đây tập luyện hăng say quá cho nên là ban giám đốc nhờ em mang quà ra cho mọi người. Từ từ đã, chúng ta không nhận quà từ người lạ. Bây giờ người lạ phải xuất hiện, phải biết mặt đi rồi các con mới nhận quà nha. Em lạ lắm. Người lạ này không ai khác đó là diễn viên Ốc Thanh Vân, diễn viên kịch nói, điện ảnh, truyền hình được yêu thích, người dẫn chương trình Vui Nhộn, một nghệ sĩ đa tài vì thành công qua nhiều lĩnh vực. Hôm nay cô rất là vui được gặp các con ở đây và cô mang quà cho các con nè. Thôi nhận quà đi các bây con. Bây giờ các con có thể lựa những cái chiếc bánh mà các con thích nha. Mặc dù là cô biết là tụi con thắng, tụi con được tặng quà, nhưng mà cô muốn là mình chia cho các bạn nữa được không? Em ơi nè. Nó dậy đi cho nó vui. Ôi anh em có được quà luôn kìa. Khoan xí, cô hỏi chút xíu tại sao mà đắp cát lên người bạn vậy? Chị không. Rồi thôi. Cô thấy phạt bạn dày đủ rồi. Đúng rồi. Con ơi, cô cứu con nha. Cô cứu con nha. Cô cứu cô à? bây giờ cứu làm sao? Trời ơi, bây giờ đông quá, làm sao cô cứu con được đây? Các con ơi, bạn bè mình không nên đối xử với nhau như vậy. Các con ngừng tay. Để im cho. Rồi thôi. Trời ơi, thương ghê. Rồi, đội trưởng. Rồi, cô Ốc đã giải cứu bạn thành công. Bây giờ biết tình bạn như thế nào rồi đó. Biết tình bạn là sao? Bởi vậy tình bạn nó phải trải qua thử thách con à. Nhiều khi cũng phải chịu đau khổ vì bạn. Và bây giờ để thế chỗ cô Ốc lại nằm vào đây các bạn lại. Đây là cách mình chào mừng khách mời ư? Bây giờ là có một cái phần thử thách của Vân để cứu cho bạn Nguyễn đúng không? Là thử thách gì nhờ? Cô chạy 2 vòng. Mấy vòng? 5 vòng đi. Trời ơi, 5 vòng rồi đâu? Không, cho cô chạy lên đó đi, cô lấy cái cờ về đây. Dạ đúng rồi. Là sẽ giải cứu bạn. Cô nhảy cái này lên giải luôn rồi. Cái gì? Hát chưa con con. Rồi ok rồi. Hay ha. Ủa không lẽ tự nhiên bây giờ hả cô chơi một mình vậy đâu có vui. Cô thấy á,
là cô nên thi với lại chú Thanh Thức. Ok, chú Thanh Thức vào đi. Phải đi vào vạch này, chuẩn bị. Ai cổ vũ cho cô ốc nè, ai cổ vũ cho cô? Sao leo bèo vậy? Vậy là vì giải cứu cho Duy Nguyễn, cô ốc Khánh Vân đã đành liều mình dấn thân vào thử thách nặng ký lô gam này. Chú Nai Xanh ơi, hãy giúp cô ốc Khánh Vân hoàn thành thử thách và chiến thắng chú Thành Thức nhá. Hey. Có lẽ rất nhiều người sẽ có chút đồng cảm với chú Nai Màu Cam khi phải chờ chú Thành Thức. Chắc là do cân nặng, à mà có lẽ mình hơi cả nghĩ rồi, không phải vậy đâu. Chỉ vì một lý do nào đó bâng quơ mà chú Nai vẫn ì ạch phía sau cô ốc Thanh Vân. Trời ơi, vừa té vừa sụp hố. Các bạn cầu thủ nhí chỉ được cái tạo áp lực cho bảo mẫu Thanh Thức đáng thương giỏi thôi. Rồi tiếp tục. Thường quá đi à. Cố lên nào cô ốc và chú Thức ơi. Cố gắng lên nào. Mình sang làm được rồi. Chắc chắn là mình làm được. Mình cứ cho là vậy đi. Chắc là con. Hey. Con sẽ phóng qua bên kia. Con đi ra. Chúc mừng cô ốc đã về đến đây. Hình như là trong miệng của chúng ta có một số ít. Số ít gì đó. Cát ở trong miệng chúng ta đó. Nhiều, nhiều lắm luôn. Và mũi nữa. Cô Vân thấy cái game chơi này nó thế nào nhỉ? Thiệt chứ, hồi nãy cô nhìn tụi con chơi, cô cười quá trời. Cô nghĩ trời ơi, có phi cái con này thôi mà làm cái gì mà té lên té xuống. Cứ tới hồi tới cô chơi, chắc lên hình ít có quê lắm. Một lần nữa chúc mừng cô Vân đã chiến thắng giải cứu bạn Nguyễn. Vui khi được đến đây ngày hôm nay, tại vì cô thì đã biết chương trình từ rất là lâu rồi và đã trải qua nhiều mùa rồi. Mặc dù là có cơ hội cộng tác trong rất là nhiều các chương trình khác của công ty truyền thông Bi, nhưng mà thực sự là đến mùa cầu thủ nhí 2020 cô mới có dịp đồng hành cùng các con. Và cũng ở một nơi rất là đặc biệt, nó rất là hợp với cô nữa. Cho nên cô cũng mong là mình sẽ có một ngày thật là vui và chúng ta sẽ có kỷ niệm ha. Ở đây tự nhận thấy là mình có gì đó khác biệt so với các bạn khác không? Dạ mấy bạn ở đây á, số ký mấy bạn đó là nhẹ hơn con. Đó cũng là một sự khác biệt. Đúng vậy. Mình phải vỗ tay cho sự dũng cảm này của bạn. Nguyễn thì cô thấy rằng con chỉ hơi gọi là mỉm mỉm chiếu thôi. Không có nhiều. Nhưng đôi khi con cũng bị các bạn chọc phải không? Không sao, cô thấy con vẫn có một gương mặt rất là sáng. Và cái sự dũng cảm của con, cô nghĩ đó là khí chất của một người đàn ông. Dạ, con thấy con đen hơn các bạn. Con đen hơn các bạn. Đen hơn các bạn. Nhưng mà có bao giờ con bị các bạn chọc, trời sao đen thui vậy, kiểu vậy không? Không có chọc, nhưng mà theo như Thức biết thì đây được trong đội gọi đây là anh da đen gan dạ. Anh da đen gan dạ. Anh da đen gan dạ. Nhưng mà em thấy là cái biệt danh này cũng hay mà ha. Cũng tại hay, vì... cũng đáng yêu và dũng cảm ấy chứ. Dạ, chính xác. Bây giờ cô muốn nghe thêm một ý kiến về sự khác biệt nữa. Có bạn nào khác biệt về mặt tính cách không? Dạ thưa chú Hức và thầy, và cô Giang và cô Hức. Bạn Quân không hòa đồng với các bạn khi bạn nghĩ tốt và cũng có vài điều bạn nghĩ quá tiêu cực. Ví dụ như tiêu cực gì để mọi người biết nè? Bạn cứ chơi một mình và không chia sẻ cho các bạn đồ. Không hòa đồng, cách ly với mọi người, chơi một mình. Cô Hức sẽ không có ngay lập tức vì những điều mà tụi con vừa nói về Quân, mà cô khẳng định và kết luận rằng Quân là một người như vậy. Con có nhiều tâm sự đúng không Quân? Con có bây giờ con bị buồn không? Buồn các bạn không? Nhưng mà con có nói điều này với ai không? Con có nghĩ rằng là mình nên nói ra điều đó không? Thì ra trước đó 15 phút, cô Ốc và Hoàng Quân đã bí mật có một cuộc nói chuyện riêng. Đây là cuộc nói chuyện thật sự nghiêm túc vì lý do Hoàng Quân luôn bị các bạn bỏ qua một bên và không chơi cùng. Nhưng đằng sau vẻ bất cần của chàng trai này là một tâm hồn rất mong manh. Mong là bên cạnh việc chia sẻ, cô Ốc có thể giúp bạn có thêm được những lời khuyên tốt. Cô có cách. Dạ, con thấy các bạn nói đó là tính cách của con. Và con hay nói to và chưa hòa đồng với các bạn được.
con nghĩ là tại sao? Tại sao lại như vậy? Dạ, con không biết nữa. Các bạn biết sao? Có nhiều bạn thì có thể là điều kiện sống của các bạn tốt hơn một chút, thì họ sẽ có nhiều cơ hội để mà đi đến chỗ này chỗ kia chơi. Và đôi khi các bạn quen ở cái điều kiện sạch sẽ, cô chỉ ví dụ thôi, thì bạn có thể đến một chỗ nào đó thấy không sạch sẽ, bạn sẽ cảm thấy trời ơi sao chỗ này nó không giống nhà mình, sao chỗ này nó có vẻ dơ như vậy. Trong khi á, một bạn nếu như mà bạn ở miền quê, bạn quen chân đất, bạn quen đầu trần, thì bạn sẽ thấy trời ơi cái chỗ này dày thôi mà chê, có gì đâu mà chê, chỉ cần cái sự khác biệt trong cái thái độ thôi, trong cái quan điểm thôi, trong cái cách nhận định thôi, là tự nhiên đã có một cái khoảng cách nhất định giữa hai người bạn rồi. Cô muốn nói điều đó với các con để phần nào đó mình thông cảm cho bạn, để cô kể cho các con nghe về sự khác biệt của mình nha. Cái môi trường sống của cô nó khác các bạn nè. Ngoại hình của cô thì cũng không phải là xuất chúng gì lắm đâu, nhưng cái kiểu mà phục sức bên ngoài làm cho cô bị tách biệt hơn so với các bạn. Nhưng nếu như các bạn lúc đó nghĩ rằng là không phải là ốc nó cố tình như vậy, mà đơn giản là vì cuộc sống nó quen như thế, nếu các bạn hiểu được điều đó và cô chủ động hơn trong việc nói chuyện với các bạn, thì cô sẽ không thấy là mình quá dị biệt. Ngắt lời ông Kim Vân một chút, là trong đội bóng thì cũng sẽ có đến các bạn đến từ rất nhiều vùng miền với nhau, đúng không ạ? Từ Bắc, miền Trung, miền Nam. Và đương nhiên thì từ các cái địa phương đó thì mỗi cái sở thích như ông Thanh Vân vừa nói thì cũng đều là khác nhau. Người thích ăn kem, người thích ăn xôi, người uống cà phê, người uống nước ngọt, đúng không ạ? Đó, người thích ăn phở, rồi người thích ăn đồ khô. Thì trong đội bóng cũng gần như là một cái xã hội thu nhỏ. Nên cô nói thật với các con là nếu như các con muốn chứng minh cho mọi người biết rằng các con có sự khác biệt, thì cái nỗ lực và sự quyết tâm của các con nó phải ở cái ngưỡng rất cao. Và nếu mà muốn làm được điều đó và tự trong mình phải suy nghĩ về chính con người mình, coi mình thích cái gì, mình muốn cái gì, và mình cũng cho mình cơ hội được nói ra điều đó với những người khác. Với Quân á, cô hiểu rằng trong con thực ra con không có hời hợt, con không có qua loa giống như cái cách mà các bạn hiểu về con đâu. Con chưa có cơ hội được nói ra với các bạn. Nên nếu bây giờ mà Quân có điều gì đó Quân muốn nói với các bạn, con nói đi, cô sẽ cổ vũ con. Con chỉ muốn là, con biết lỗi của mình là chưa hòa đồng được với các bạn, thì con chỉ muốn vào để hòa đồng hơn với các bạn. Xin lỗi tất cả các bạn vì đã không hòa đồng, mong các bạn thông cảm. Chú cũng muốn các bạn cũng phải chấp nhận Quân và thay đổi, và chúng ta không có quá khắt khe với Quân những cái lời nói hoặc những cái suy nghĩ, những hành động Quân. Chúng ta phải hòa đồng, là một đội, phải chơi chung với nhau, phải thương yêu với nhau. Là một cậu bé tình cảm hay ôm ấp bạn này, nhưng mà tại sao bạn ấy là không ôm ấp Quân, thì để cô hỏi coi là bạn Dương tại sao bạn Dương? Dương tại sao? Tại việc tiếp cận Quân quá khó hay sao? Thì con chưa tiếp xúc với bạn Quân chưa tiếp xúc nhiều nên chưa biết. Nha, mình thử nha, mình giả bộ đi, mình tưởng tượng đây đó, cái mặt này ráp qua Quân, thử đi, mình thử xem là mình có thể kết nối với nhau được không. Mình cho nhau một cái ôm đi. Đây là Đức đó, ok. Con thử sẽ ôm bạn xem mình có cảm thấy ok. Rồi các bạn, chúng ta ôm Quân một cái đi, chúng ta cùng nhau hòa đồng là một gia đình nha. Thật là vui khi Hoàng Quân đã được các bạn thấu hiểu và chấp nhận, xóa bỏ hết những hiểu lầm để cùng nhau vượt qua những khó khăn trước mắt, cùng nhau chiến đấu hết mình trên sân cỏ và chinh phục giấc mơ bóng đá. Cô Ốc Thanh Vân xuất hiện ở trong chương trình cầu thủ nhí 2020, con cảm thấy rất bất ngờ. Và con cảm thấy cô Ốc Thanh Vân là một người có đức tính tốt và biết cách để dạy bảo cho chúng con, cách để hòa đồng với các bạn ạ. Sau khi cô Ốc chia sẻ, con hiểu bạn Quân là người tốt bụng, nhưng mà đôi khi bạn ấy cọc vì các bạn làm bạn ấy khó chịu. Con thấy là ai cũng có khuyết điểm hết. Cô biết rằng là ngay lập tức thì Quân chưa thể nào xoa dịu tất cả những cái cảm xúc của mình, và là một người khác biệt thực ra rất là khổ con ạ. Cái sự chứng tỏ của mình nó phải nhiều hơn người khác, và cái sự nỗ lực của mình phải rất là lớn. Nhưng mà cô biết Quân sẽ làm được điều đó, nhưng mà các con cũng phải giúp Quân thực hiện cái điều đó nha, chứ mình đừng nghĩ rằng là Quân như thế nữa, tại vì cô hiểu rằng Quân không phải như tụi con nghĩ đâu. Còn Quân à, các phụ huynh mà cho các bé đến đây tham gia chương trình cầu thủ nhí thì thật sự là ốc rất là cổ vũ, tại vì chúng ta đã nhìn thấy rằng là trẻ có một cái trí thông minh về mặt hình thể, thì mình mới cho các con đứng ở đây. Bơi lội giỏi, chơi thể thao giỏi hay là đá bóng xuất chúng thì cũng chưa chắc là giỏi, và cái cơ hội sau này nghề nghiệp sẽ không nhiều bằng. Mình không có nên suy nghĩ như thế, và mình cần phải giải phóng cái tư tưởng của mình. Mỗi một đứa trẻ đều là một cá thể độc lập, và mỗi một bé đều có cái trí thông minh khác nhau. Là cổ vũ nếu như các bố mẹ nhìn thấy sự khác biệt của các con mình và chúng ta,
chúng ta chỉ định hướng chứ không quyết định thay con. Nên là chương trình Cầu Thủ Nhí Ốc nghĩ sẽ là một nơi để các con được thoải mái làm cái điều các con thích, và các con được bộc lộ cả cái sự khác biệt của mình, và chúng ta cần phải tôn trọng điều đó. Xin cảm ơn ông Thành Văn rất nhiều. Đầu một ngày mới thật vui vẻ và tươi mới tại Đảo Ngọc. Các bạn thức dậy từ sớm ơi là sớm và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày tập thể lực hôm nay. Nhưng trước hết, cần phải ăn sáng đúng giờ đã. Đầy đủ chất dinh dưỡng rồi chúng ta sẽ tập luyện tốt hơn, giống như các cụ nhà tớ hay bảo các bạn, có thực mới vực được đạo. Một bữa ăn sáng thịnh soạn cho những bạn cầu thủ nhí của chúng ta. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Một, hai. Bài tập tâng bóng trên bãi biển là một hình thức tập luyện cho đôi chân trở nên khỏe mạnh, kết hợp với những bài tập chạy bộ cùng huấn luyện viên. Các bạn nhỏ thực sự khỏe mạnh và cơ bắp hơn luôn á. Chưa kể độ linh hoạt cũng được nâng cao. Đây đúng chuẩn là một bài tập thi đấu trên những địa hình khó khăn. 10, rồi sang. Nào bạn khang máy không được à, wow. Cuối buổi tập sẽ là một trận đấu như thường lệ. Nhưng mà ngày hôm nay lại là một trận đấu thực sự đặc biệt, vì sẽ có một vài xáo trộn không hề nhẹ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được xem một trận đấu vô cùng đặc biệt của cầu thủ nhí 2020. Đó là việc chúng tôi đã đảo tất cả những vị trí ở trên sân. Những cầu thủ hiện đang là tiền đạo thì sẽ được đưa về đá hậu vệ hoặc là thủ môn. Còn những anh chàng thủ môn to lớn của chúng tôi thì sẽ được đẩy lên để đá ở những vị trí trung phong cắm để ghi bàn. Và bây giờ bản thân tôi cũng sẽ được đến với một cái vai trò rất là mới và rất là bí hiểm. Ngay bây giờ các bạn sẽ cùng chờ xem và tôi làm cái gì nhé. Bóng đá trên bãi biển và các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ phải thể hiện đầy đủ các cái nền tảng thể lực, nhanh nhẹn, bền bỉ và cả kỹ thuật nữa. Và sau đây trận đấu bắt đầu. Mời bên Tuấn Tú sang bắt tay. Tiếng còi vừa vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Và kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, đây đúng là một trận đấu mang tính chất lịch sử của chương trình Cầu Thủ Nhí các bạn ơi. Mình phải nói như vậy ấy, bởi vì trận đấu này vượt qua tất cả những rào cản và những quy tắc về vị trí đội hình. Khi mà các bạn thường ngày làm thủ môn thì nay được dâng cao lên làm tiền đạo và trung phong, tiền vệ trung tâm. Còn các bạn tiền đạo những chân sút công phá giờ đang giữ vị trí phòng ngự, hậu vệ và thủ môn các bạn ạ. Đại nhân không vào, trời ơi đại nhân không làm được. Anh xem phải mở đã dùng thân hình. Người đã bảy người, sang vẫn cố gắng để dây bóng. Không vào. Vị trí của anh thường ngày là thủ môn, hôm nay là anh đá tiền đạo. Tôi thấy anh lăn xả rất nhiều. Với vị trí quen thủ môn anh hay ngã, thì lên đá tiền đạo anh cũng dùng thân mình anh ngã rất nhiều. Tại vì anh sai anh quá béo, cho nên là ngày hôm nay anh chạy trên cát rất là khó khăn mọi người à. Làm cầu thủ chúng ta cần phải giảm cân ạ. Một pha ghi bàn của anh Sang khoai mở. Đó là sự không tập trung của anh Tuấn Tí Hôn. Vừa rồi là một cú dứt điểm lạnh lùng của tiền đạo An Sang, cựu thủ môn ở những tập trước. An Sang đã không phụ lòng ban huấn luyện khi đã ghi một bàn thắng cho đội mình. An Sang trận này chói sáng quá đi. 1-0 nghiêng về cho đội đó. Không vào rồi. Với thân hình cũng khá là nhỏ bé mà anh Tuấn Tí Hôn là thủ môn, cho nên là khá là e ngại. Chúng ta cũng phải làm quen một điều là anh Tuấn Tí Hôn là đá tiền đạo. Nhưng bây giờ anh xuống thủ môn thì rõ ràng kỹ năng của anh không phải là bắt gôn. Do đó anh phải đỡ những quả bóng như vậy, do đó chịu đỡ bằng chân không chính xác được bằng tay. Anh Hồng Sơn, thay mặt chương trình tôi chính thức là sẽ thay anh Hồng Sơn làm huấn luyện viên trưởng của đội cầu thủ nhí ngày hôm nay được không ạ? Rất cảm ơn anh, tôi nhiệm vụ của tôi lại là một cái nhiệm vụ mới. MC, anh sẽ làm MC và tôi cái quan trọng nhất ấy là à, khi chúng ta đổi các cái vị trí này cho nhau ấy, thì các cầu thủ ở trên sân cũng như là bản thân tôi đây cũng sẽ được thấy là cái sự khó khăn của các cái vị trí mà đồng đội của mình đảm nhiệm, đúng không ạ? Để các cầu thủ hiểu hơn về các vị trí khác nhau. Và bây giờ thì mời anh Hồng Sơn làm MC nhé. Xin chào hai bình luận viên.
chạy thôi ha. Với cương vị mới, tôi là MC của chương trình. Thế trận đấu thế nào các bạn có thể nói cho tôi đá biên bình luận viên mà nhá. Rồi. Không những thay đổi các vị trí trên sân mà trong tuần này chương trình Cầu Thủ Nhí 2020 cũng thay đổi tất cả các vị trí của mình từ hai bảo mẫu trở thành bình luận viên, và MC Tuấn Tú mong muốn được thử thách mình làm huấn luyện viên trưởng. Và vì vậy huấn luyện viên Hồng Sơn đã nhận một trách nhiệm người dẫn chương trình trong tuần này. Dùng tay thì một pha phạt đền đã dẫn đến một bàn thua cho đội nhà của mình. Đó là một sự thay đổi mà các bạn chưa có thích nghi được, để tạo một sự đa năng của cầu thủ. Huấn luyện viên bây giờ họ rất thích những cầu thủ đa năng, có thể thay đổi được nhiều vị trí và có thể thay đổi được chiến lược trong những phút cần thiết. Một chút xíu khác biệt về bóng đá trên bãi biển và trên sân cỏ. Tuy nhiên các bạn nhỏ đã có sự thích nghi trước những địa hình gồ ghề khó khăn nhờ những bài tập trước đó của thầy Hồng Sơn trong những ngày qua tại Phú Quốc. Nhưng có một điều đặc biệt đó là ngày hôm nay, tuy mới nhậm chức bình luận viên, có vẻ như hai bảo mẫu rất là thích thú và đôi khi nói thay phần cả MC Hồng Sơn luôn. Thôi chú Hồng Sơn qua đi. À tôi hiểu rồi. Ngay cả các cầu thủ trên sân cũng thay đổi vị trí cho nhau. Qua đội trí thì bây giờ trên sân thì cả trọng tài và MC cũng đã thay đổi cho nhau. Ngay vừa xong là một cú ghi bàn của thủ môn Bình đã ghi bàn. Em thấy rất bất ngờ, tại vì các thủ môn của chúng ta ngày hôm nay hồi nãy giờ dường như là đều ghi bàn. Kiểu này chắc là huấn luyện viên Hồng Sơn nên cho các bạn vào các vị trí khác, đừng cho làm thủ môn nữa. Chưa penalty. Và lúc này không thể tin được, trên sân cỏ là sự điều phối của huấn luyện viên Tuấn Tú. Với sự nỗ lực hết mình ở một vai trò mới thì bóng đã đi đường, bóng có còi thì thổi đường còi. Thực ra trận đấu này xứng đáng đi vào lịch sử mà không biết theo nghĩa nào thôi các bạn ạ. Một trận đấu mang đầy tính cồng kềnh. Bên áo xanh phải mở rộng. Có một điều là các bạn có thể nhận thấy là MC Tuấn Tú bây giờ đang là huấn luyện viên trọng tài cho trận đấu này, thì anh ấy thổi rất là sai, rất là lỗi, rất là nhiều, anh thổi lung tung cả. Tại vì anh ấy không phải là huấn luyện viên chuyên nghiệp cho nên anh thích là anh thổi thôi. À đúng rồi. Anh thích là anh thổi. Anh thích thổi đấy. Đây, lại thổi. Lại thổi được cả. Nhưng tôi nghĩ cũng thú vị đó. Bởi vì huấn luyện viên thì cũng có thể làm MC, và MC Tuấn Tú cũng có thể làm huấn luyện viên và làm trọng tài luôn, thì không thể nào không mắc sai lầm được. Các cầu thủ trên sân cũng vậy. Rồi. Mình đá tiền đạo bị, bây giờ mình xuống thủ môn thì không thể nào mình phản xạ mình như thủ môn được. Nhưng tôi cần các bạn phải học hỏi, cần phải trao đổi nhiều hơn để ngay bây giờ thì hai bạn có thể vào thay thủ môn luôn không? Tôi nghĩ tôi có thể thay thủ môn luôn. Thậm chí tôi đá tiền đạo luôn, vị trí tôi tiền đạo, bây giờ tôi xuống thủ môn được luôn. Tôi chụp gôn luôn, tôi đá luôn cả cầu thủ rồi nhật kia luôn, chứ được không những đá banh không đâu. Còn Bích Trâm, em có thể thủ môn được không? Trước khi mà làm bảo mẫu cho chương trình Cầu Thủ 2020 thì Hồ Bích Trâm đã từng có 8 năm kinh nghiệm trong nghề cầu thủ. Thủ môn, bắt bóng, không những bắt bóng mà bắt nhiều loại trái khác nữa, cho nên ngày hôm nay mình rất là tự tin. Tôi không dám đá rồi. Tôi mà đá rồi thủ môn bắt luôn cả tôi luôn đấy. Đúng rồi. Vị trí thủ môn tôi sẽ giành đây. Đuổi tiếp. Bình luận viên Thành Thức đã lao vào vị trí rất là cốt cán, chủ chốt của đội bóng, đó là vị trí thủ môn. Và như vậy thì không biết là anh sẽ xử lý như thế nào. Bên của áo đỏ là thủ môn, mời bạn quân đi ra ngoài. Phát động tấn công. Sút đi! Nhưng vừa rồi là bàn thắng từ Gia Bình. Hay quá! Gia Bình đã sút tung lưới thủ thành Hồ Bích Trâm. Có vẻ đây là một sự sơ suất nhẹ của thủ môn Bích Trâm. Thấy chưa? Vâng, rõ ràng là Bích Trâm đã để thua rồi. Bích Trâm thủ môn vào nhưng mà đã để lọt lưới. Cô ôm trái bóng kìa, quả là một trận đấu gay cấn. Ở đó có cả những thuyết âm mưu, tình huống chấn thương kỳ lạ ghê đó. Chắc là mình cả nghĩ quá thôi các bạn ạ. Khi bảo mẫu Bích Trâm, bình luận viên Bích Trâm đã vào vị trí thủ môn. Vâng. Phạm lỗi không? Trọng tài không phạm lỗi, tiếp tục. An Khang, kìa ghi bàn đi. Kìa ghi bàn đi. Một lần nữa phải nói xuất sắc.
xuất sắc, thành thức ra đẩy một cú cản phá tuyệt vời. Bóng trong tay. Hết giờ. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã được xem một trận đấu rất đặc biệt của cầu thủ nhí 2020. Đó là sự hoán đổi giữa các vị trí với nhau, khi các vị trí sẽ phải đá trái chân. Hôm nay thì chúng ta sẽ hỏi thử xem một thủ môn bất đắc dĩ. Chú thấy là như là con không muốn đá, con không muốn bắt gôn đúng không? Con không muốn bắt tại vì... Hình thể của mình bé quá hay là sao? Hình thể của con bé quá như mấy anh xúc banh rất căng. Chính vì như vậy để lần sau khi mà mình đá ở trên sân ấy, khi mà thủ môn lỡ may có mắc cái lỗi gì đó thì chúng ta cũng có thể thông cảm đúng không? Bởi vì là thực ra là nghề thủ môn cũng là nghề rất là nguy hiểm và cũng rất là khó chơi đúng không? Một cầu thủ khi mà chúng ta chơi được nhiều vị trí thì sẽ tốt hơn rất nhiều đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bạn tiếp theo. Đấy chính là bạn Bình, là một thủ môn cao to như thế nhưng mà hôm nay bạn lên đá tiền đạo và cũng rất xuất sắc khi bạn đã ghi đến 2 bàn thắng. Hôm nay con ghi được một cú đúp. Thì trận đầu tiên thì con đá tiền đạo nhưng mà trận 2 con chuyển sang đá hậu vệ bởi vì con chạy không nổi nữa. Khi mà con đá tiền đạo con cảm thấy khó không? Khó lắm ạ, chạy nhiều. Khó đúng không? Và khi mà phải đối mặt với những thủ môn này rồi những hậu vệ họ đá rất là rắn ấy, thì mình có cảm thấy sợ không? Dạ có ạ. Có sợ đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình và luật của chương trình. Ngày hôm nay chúng ta cũng phải đưa ra top 3 bạn nguy hiểm. Xin mời thầy Hồng Sơn. Vẫn phải theo một cái lộ trình và thầy vẫn phải nói rằng là khi đưa ra những cái tên, những cái top 3 nguy hiểm cả tuần chúng ta gặp gỡ những khách mời, chúng ta đã nói về những cái vị trí sự khác biệt, rồi luân chuyển trong các cái vị trí với nhau, và những cái người có cái cá tính hay có những người có một cái gì đó mà có sự quyết đoán, cái cá tính khác nhau. Thì trong trận đấu này cũng vậy, khi thầy muốn các bạn nắm bắt, tìm hiểu các cái vị trí khác trong một đội hình để các bạn sẽ hiểu rõ hơn, thông cảm hơn và chúng ta biết được cái vị trí đó như thế nào. Thì hôm nay phải nói rằng là một số bạn, thứ nhất là có vẻ chưa hài lòng với cái việc là chơi trái với cái vị trí của mình. Đó. Cái thứ hai là khi đã không vừa lòng rồi thì chúng ta làm việc, chúng ta chơi rất là bị khưỡng kiến, hời hợt và không có một cái quyết liệt, không có một cái sự sáng tạo, không có một cái tuân thủ. Thì chính vì vậy là ở đây đầu tiên cho phép thầy mời bạn Hên. Bạn Hên. Hên là người đội trưởng. Thế nhưng vừa qua Hên chưa phát huy được cái tính cách, cái vai trò, cái trách nhiệm của mình là người đội trưởng. Đấy, không những chỉ ở trên sân mà trong cái việc sinh hoạt, kết nối các đồng đội với nhau, Hên vẫn chưa phát huy được cái chỉ huy, cái sắp xếp các hàng lối hay là nhắc nhở các bạn. Thực ra là khi mà chúng ta đã nhận một trách nhiệm đúng không ạ, và nhận một cái vị trí, nhận một cái thủ lĩnh, một cái băng đội trưởng, là chúng ta phải kèm theo đó là trách nhiệm rất cao. Nếu như chúng ta không đảm bảo được cái vị trí của mình, như vậy chúng ta cũng phải rơi vào tốt nguy hiểm. Không, chứ chúng ta cũng vô. Không nói là đúng Hên rồi. Là đá kém đúng không? Đúng rồi. Nhưng đây là cái trách nhiệm của em chưa hoàn thành, bởi vì em đã nhận băng đội trưởng đúng không, nhận băng thủ lĩnh của ngôi nhà chung, thì Hên phải rút kinh nghiệm và Hên là người đầu tiên sẽ ở trong vòng nguy hiểm. Bây giờ thì xin mời cái tên tiếp theo. Nói chung là thầy và các cô, các chú, mọi người cũng rất yêu mến, rất nhẹ nhàng, rất ngoan. Thế nhưng về chuyên môn phải nói rằng là em hơi đuối cho một cái tinh thần của một cái cầu thủ Tuấn. Nha. Tức là mình chơi cũng được, mình bị loại thì cũng không sao, không có một cái lập trường, một cái chính kiến, một cái phấn đấu gì cả. Tuấn phải làm cách nào để hun đúc lại cái niềm đam mê của mình, lăn vào, xả vào, tôi là máu đây, tôi muốn ở lại, tôi phải chiến đấu với các anh kia, ví dụ thế đúng không Tuấn? Và người thứ ba, anh bạn ít nói của tôi, Dương, một người có khuôn mặt rất dễ thương, phải nói thẳng thầy rất quý, rất yêu cái khuôn mặt này, rất nhẹ nhàng, điển trai. Thế nhưng Dương cũng
chưa xác định mình là có muốn trụ lại đến người cuối cùng hay không, đúng không? Tức là Dương so với cái số còn lại là Dương chưa quyết tâm lắm, vẫn cũng như bạn Tuấn, tức là thế nào cũng được, chưa chứng tỏ với thầy, với đội ngũ, các bảo mẫu rồi MC nhá. Đây chính là ba gương mặt mà nằm trong top nguy hiểm của tuần này. Từ khi con làm đội trưởng thì con thấy vai trò của con rất khó khăn và con chưa làm tốt nhiệm vụ đó khi chưa gắn kết lại với các bạn. Hôm nay con thi đấu chưa được tốt và chưa chọn vai trò tiền vệ của con. Trong ba người con thấy bạn Tuấn nên đi về, là bạn ấy thầy thấp á, bạn ấy làm thủ môn nên bạn chưa hô hào với các bạn. Con nghĩ là anh Dương sẽ người ra về. Tật xấu của anh Dương là mất bóng mà không đuổi theo bóng mà không về. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là tuần sau thì ai sẽ phải là người dừng lại. Vậy là top nguy hiểm tuần này là ba gương mặt tài năng các bạn ạ. Minh Tuấn, Đại Dương và đội trưởng Thành Hên. Đây thực sự là một kết quả đầy bất ngờ. Nhưng nhờ có những lời nhận xét và góp ý từ huấn luyện viên thì các bạn nhỏ mới có thể tự rèn luyện bản thân mình để hoàn thiện hơn và để có thể tiến xa hơn trên con đường bóng đá của mình. Cố gắng vượt qua những sai lầm này và tự hoàn thiện mình hơn các bạn nhé. Nếu như tụi con xác định con đường dài với lại bóng đá thì tụi con phải nhớ 4 điều. Thứ nhất đó là tài năng. Thứ hai là sự đam mê khát vọng của mình. Thứ ba là kỷ luật. Và cuối cùng đó chính là sự đoàn kết. Nếu như tụi con không có đoàn kết thì chúng ta không thể nào mà thành công được. Phải nói rằng một sự trải nghiệm tuyệt vời, một sự hoán đổi thú vị và một sự khám phá bản thân đối với ông Sơn thì tuyệt vời lắm các bạn ạ. MC, một nghề cực kỳ là khó, một nghề phải nói nhiều và sự tự tin. Với Hồng Sơn thì Hồng Sơn chưa bao giờ nghĩ rằng một huấn luyện viên, một cựu tuyển thủ mà lại có thể ra làm MC tốt như vậy. Thế này Hồng Sơn đang nói chuyện với cả các bạn với một cái thời tiết rất là đẹp, một cái khung cảnh để chuẩn bị cho anh Hồng Sơn. Em trân trọng đề nghị anh là anh trả lại nồi cơm cho nhà em. Em có muốn một nghề MC thôi mà em bóng đá thì kém, thì mà bây giờ anh cướp mất nghề MC của em thì nhà em ăn cơm bằng gì anh? Rất xin lỗi Tuấn Tú, nhưng mà anh đam mê. Anh mê rồi đúng không? Anh nói có vẻ hơi nhiều đấy. Vâng, cảm ơn anh Hồng Sơn đã giúp cho Tuấn Tú ngày hôm nay đã có thể làm MC và anh cũng đã trải nghiệm được cái nghề của Tuấn Tú, và đặc biệt là Tuấn Tú được trải nghiệm cái nghề làm huấn luyện viên rất là vất vả của anh Hồng Sơn. Và Tuấn Tú nhận ra một điều là chim thì phải hót, lá thì phải xanh. Mỗi người một công việc khác nhau đúng không ạ? Miễn sao những công việc của chúng ta làm với sự đam mê nhiệt tình nhất thì đều mang lại những hiệu quả. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có một cái bài học cho các cầu thủ nhí ngày hôm nay, đó chính là chúng ta đừng chỉ trích nhau và chúng ta hãy thấu hiểu cho những cái vị trí ở trên sân đều rất là khó khăn và những đồng đội của mình luôn luôn đang cố gắng hết sức, và chỉ có sự cố gắng hết sức thì tập thể đó mới mạnh được, đúng không ạ? Chúc cho Tuấn Tú thành công trong công việc của mình. Vâng. Nhưng mà anh phải giải thích vị trí MC cho em nhé. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là tuần này thì nhà tài trợ sẽ có những hoạt động thật ý nghĩa gì để tiếp thêm cái niềm đam mê bóng đá dành cho các trẻ em. Điểm đến tiếp theo để trao tặng khung thành tuần này là trường tiểu học Mỹ Lạc, tỉnh Long An, một địa phương còn khó khăn đang được nhiều cơ quan hỗ trợ. Thưa quý vị khán giả, Ốc đang có mặt tại trường tiểu học Mỹ Lạc ở xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Và ngày hôm nay thì Ốc rất là vui bởi vì được đến đây gặp các bạn nhỏ. Và trong khuôn khổ của chương trình thì chúng tôi sẽ có một món quà nhỏ để trao gửi đến ngôi trường này. Món quà này với mong muốn là được đồng hành cùng với bóng đá Việt Nam để có thể tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển tài năng bóng đá trong tương lai. Bây giờ thì cô Ốc mời các bạn nhỏ hãy cùng cô đi ra và chúng ta sẽ cùng mang món quà này vào trong trường nha. Bạn, đó chính là một chiếc khung thảm. Thưa quý vị khán giả, đây là những thầy cô của trường tiểu học Mỹ Lạc. Xin giới thiệu cùng quý vị, cô Ngọc Phượng là cô hiệu phó của trường, thầy Vĩnh Toàn là thầy tổng phụ trách và thầy dạy thể dục là thầy Toản. Dạ, xin chào các thầy cô ạ. Xin hỏi các thầy cô một chút là không biết là các hoạt động về thể chất của trường mình thì được diễn ra như thế nào ạ? Ở đây là mỗi một tuần thì các em có cái thời gian là
tập luyện bồi dưỡng, thầy thể dục sẽ bồi dưỡng cho các em. Dạ, hàng tuần hả cô? Hàng tuần vào buổi chiều. Dạ. Thì cô thấy rằng các em khi mà được chơi bóng đá thì các em có tinh thần như thế nào ạ? Nói chung là các em rất là thích, các em nói chung là các em nhiệt tình. Dạ. Để nhiệt tình tham gia. Hầu như là năm nào là cái đội của trường, cái đội năng khiếu của trường là đi tham gia ở cấp huyện là đều đạt giải cao hết. Thường năm là khoảng 7-8 giải, có năm là mười mấy giải. Ở trường mình thì cái khu để mà mình hoạt động thể dục thể thao là ở đâu vậy cô? Cái khu hoạt động thể dục thể thao là ở phía sau cái giải nhà ăn. Nói chung là cái diện tích đất là cũng hẹp. Nhưng mà nhà trường cũng tạo điều kiện để cho các em có cái sân chơi, mặc dù là nhiều khi trời mưa thì nó cũng có khi lầy. Nhưng mà cái cơ sở vật chất thì nhà trường cũng tạo điều kiện hết sức, nhưng mà nhờ cái kinh tế, cái điều kiện mình chưa có đủ để đáp ứng cho các em. Thành ra cái món quà nhỏ của chương trình thì cũng nhỏ thôi. Nhưng mà em hy vọng là nó cũng có thể giúp cho các em học sinh cảm thấy được khích lệ tinh thần hơn, và các thầy cô cũng yên tâm được phần nào, vì ít nhất là mỗi giờ mà các em chơi bóng thì cũng đã có một cái khung thành chuẩn xịn sò để các em có thể chơi. Các con ơi, cái khung thành hiện tại ở trong trường nó như thế nào? Nó không có cao nữa. Nó đến đâu? Nó bằng đâu đến đây? Giỡn quá. Nó bị mục vậy. Nó có chút xíu vậy thôi. Nó bị gãy rồi tại vì nó bị hư rồi. Vậy, bởi vậy nó còn có chút xíu. Rồi làm sao mà khó lắm, không có canh được rồi thủ môn chụp làm sao. Và các con thấy cái khung thành này các con có thích không? Thích. Thôi bây giờ chắc là mình không để cho các bạn nhỏ phải chờ lâu nữa cô ha. Tại vì nãy giờ là biết là mấy bạn cũng nôn nóng lắm rồi. Mình sẽ cùng nhau mang chiếc khung thành này vào phía sân chơi bóng của mình ha. Sau đó mình sẽ thử xem là cái khung thành này sẽ hoạt động như thế nào. Và các con thử chơi một màn cho cô coi ha. Yeah! Những thiên thần nhỏ nơi đây rất háo hức với món quà đặc biệt này. Và thật sự không chỉ là một khung thành đơn giản đâu, mà đôi khi đó còn là giấc mơ bóng đá đầy ý nghĩa được nuôi nấng trong tâm hồn của các bạn nhỏ nơi đây. Từ bây giờ thì chiếc khung thành này chính thức là thuộc về các con, và các con có thể thoải mái tận hưởng chiếc khung thành mới của mình. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ làm việc này. Bây giờ chỉ cho cô đi, cô phải đá sao? Đá thẳng hả? Đúng không? Góc trái hả? Rồi. Hay quá chị Ốc ơi. Cầu thủ Ốc Thanh Vân đã sút tung lưới trong sự ngỡ ngàng không thể tin được của các bạn nhỏ, và ngay cả chị Ốc cũng thế luôn. Chắc là một phần may mắn, nhưng mà trình độ nó cũng đóng vai trò quan trọng các bạn ạ. Và kể từ ngày hôm nay các bạn nhỏ ơi, chúng ta đã có một sân bóng chỉnh chu hơn rồi, an toàn hơn. Vậy nên chắc là sẽ vui vẻ hơn nhiều đấy. Chúc mừng các bạn nhỏ. Cậu Nhí tặng được con được cái khung thành, con khỏi đi lượm banh xa nữa. Sáng giờ con đá banh với mấy bạn thấy sướng chừng. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Tuần tới sẽ là những hoạt động ra ngoại mang đầy tính thử thách và những khó khăn cần được chinh phục với sự góp mặt của khách mời thật đặc biệt. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ những giây phút vui nhộn nhưng không kém phần căng thẳng, và quan trọng là cháy hết mình trên sân cỏ của chương trình Cầu Thủ Nhí, được phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần trên VTV3. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình.